Xin chào bạn nhé, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là check một số cái ví Underdog, cái ví mà làm mà Underdog trả về, ví dụ như là ở trên 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 Telegram nhé, thì nó sẽ có một cái ví là CC tip, bạn chỉ cần ví CC tip này, đó, bot CC tip này, đó thì làm Underdog nó hay trả cái về cái ví này, thì bạn vào phần account, đó bạn vào phần bên Anker này, đấy thì đây này, nó có những cái đồng token này Underdog nó trả về. Những cái token này nó như ở nó chưa có giá trị lắm hoặc là sau đấy nó chạy trên nền tảng ERC này nhưng mà nó chưa giá trị nó sẽ trả về cái ví CC tip cho các bạn. Đó ví dụ như trên trên này thì đấy nó là cái ví tích hợp với Telegram nhé. Thì đây có trên này tài khoản này. Nó là cái ví tích hợp với Telegram. Telegram nó sẽ có một cái ví như này luôn, nó sẽ đồng có đồng ở đây, Dog cái đồng Dog này, đây đồng LTGS này, đồng 11.800 đồng này, đấy và đồng Tico này, đồng Tico lần trước mình giới thiệu các bạn có con bot Tico đấy, thì đấy mình ví dụ, đây là mình ra mình check nhé, mình check cái coin đấy trên coin Gecko, coin Micecat xem nó có giá trị không, nếu mà có giá trị thì mình sẽ rút về, còn nếu mà nó chưa có giá trị hoặc là nó chưa có mít trên những cái trang này thì thôi. Mình sẽ để đấy đã. Ví dụ đây Tico này. Mình check thử con Tico nhá. Tico. Đây nhá, Tico đây này, đúng cái logo của nó luôn. Đây giá của nó là 0,01 đô một đồng nhá. Chỗ này, này có 0,36 đô này tính là nó rất là bèo. Mình thử tìm con STGS xem có chưa nhá. Đấy. ST con này chưa có rồi, con này chưa thấy nít trên này luôn đó thì có con nào nó nít và nó được trao đổi các thứ thì mình sẽ rút nó về để trao đổi và giá trị mình rút về trao đổi đấy bạn vào phần như con này phần market này đấy nó sẽ được đây nó có cặp là Satoshi Exchange ở trên cái sàn à trên cái sàn Satoshi Exchange này có cặp Tico BTC này đấy, thì giá của nó đây 0,01 đô này thì chỗ này nó không có giá trị thì chưa có giá trị lắm mình sẽ không rút về mình rút ở trên này ví nó cũng khá là cao ví nó khoảng tầm 0,05 lần trước mình đã rút một lần nữa trước mình rút một lần cái con gì nhỉ con GHD con gì đấy mất phải 0,005 ETH nhá ví rút của nó đó là con bot CC tip mình muốn trên nó là tích hợp trên Telegram Underdog sẽ trả về đây là một hai là meta này. Đó thì mình sẽ check rất đơn giản bằng tích có cái ba chấm này mình vào cái view inter expansion này đấy đó thì nó có phần đây tôi bet 20 ta ở đây là mình đang ký bet rồi đó là mình đang trên cái ví bay lên rồi thì vào phần này đây nó có lịch sử gửi tiền cho mình đây đây có token BSC này free này token Rowan này đấy đấy những cái token được nhận đó và đây ví dụ trên trên ấy nữa trên trên ETH này đấy vì ETH trên Metamask nó cũng vậy thôi cũng vào ba gạch này vào phần view on ETH này đó thì nó có cái lịch đây vẫn là ERC20 token này đấy nó có những cái token nó trả về tiền ví cho mình nó trả về tiền ví cho mình đúng không ạ token nó trả về ví cho mình thì nó có lịch sử ở đây đấy thì mình sẽ biết là nó có trả token này cho mình hay không và mình ấn vào cái token này nhá đó mình muốn nick cái token này lên cái trang à cái lên cái ví của mình thì mình copy contract này đó copy contract này đó bạn vào phần on token ở đây đó bạn vào custom token dán vào đây đấy nó sẽ hiện lên cái token đó cái token này mình ôn rồi nè nên là nó bảo là mình đã ôn rồi nên không được ôn tiếp này đấy ôn vào đây dán nốt cái custom token dán cái contract của nó vào đây thì sẽ hiện ra thông tin token đây mình ấn next cái là sẽ hiện lên cái nó hiện lên vào cái ví của mình thôi đấy, mình ôn rồi nên nó không hiện ra nữa đấy, mình ôn cái token là CAPT rồi sao đây, nên nó không hiện ra nữa các bạn nhé đó còn trên cái ví
chôn thì nó sẽ đơn giản hơn, tức là chỉ cần gửi, nó có token nó gửi ví, nó sẽ hiện lên đây cho bạn luôn này. Ví dụ như mình có con này đấy, nó cứ gửi về đây là nó hiện lên cho mình luôn. Đấy, con này con ALB này, nó gửi cho mình đấy thì nó sẽ hiện lên luôn. Và con này trước thì như nó có giá, rồi nó càng ngày càng tụt giá, nhưng mà giá của nó béo lắm, mình không có đổi, đổi nó mất phí, đổi đấy, đấy. Nó được có 0,00005 số 0 lắm. Đấy, trước còn được 0 phẩy mấy TRX, chứ càng ngày nó càng đạo xuống như ma luôn. Đó, kinh kinh khủng luôn. Mình thấy nó được có 0 phẩy mấy TRX thì mình chẳng đổi làm gì. Đấy thì trên cái ví chôn nó rất, nó sẽ trả cái nào về nó thể hiện lên luôn cho mình không cần phải ôn ý gì cả. Đó, nếu mà nó cũng được thôi, mình kiếm con chat của nó, mình xem cái, nó thông báo nó có con chat của nó, mình ôn vào ví nó hiện lên. Còn trên cái ví, một số bạn làm trên trên điện thoại thì nó sẽ có cái ví bạn hay dùng, cái ví chớp này này. Đó thì mình ấn vào cái phần là mình không không tìm thấy ôn token đâu, mình ấn vào phần send này. Đó thì có token nào nó sẽ hiện lên, đó nó token nào nó có trong ví mình nó sẽ hiện lên như vậy. Tức là mình có token đấy mình được gửi đi thì nó sẽ hiện lên trong cái ví của mình như thế. Và mình thế nha, còn trên cái ví quay nhá, thì bạn vào cái phần transit này. Đó, đấy bạn nhìn thấy những cái token bạn nhận được và giá tiền nó tương ứng ở đây nha. Nếu bạn thấy có giá trị thì bạn đổi. Đây cái ví này, ví mới của mình, ví cũ của mình nhận được khá nhiều, mấy đồng cắt tiền phết nhưng mà nó bị mất rồi. Đấy là những cái ví và cách check check token trên ví nhá. Và mình có một cái sự kiện này muốn giới thiệu với các bạn. Mình nhận được một cái sự kiện đây, nhận là 1050 đô TRX Airway này. Đó thì đây là cái video của nó đây, và là có một cái con bot nhé, có một con bot, cái link bot này, mình sẽ check cái link bot này. Check cái link đây, đây là link bot. Và đây nó sự kiện này nó có hai sự kiện nhé, một sự kiện event 1 này này là sẽ được tổng là 12.000 TRX và tương đương cho 50 người săn doom, và một người sẽ được 250 TRX. Còn có cái sự kiện hai này là đây nó xếp cái top gì quay top này, như là để mình kiểm tra xem nó là cái gì nhé, hình như giới thiệu hay sao, à phần thưởng hàng đầu tức là người giới thiệu rồi. Đó thì được 100 đô này, 70 đô, 50 đô này, từ ngày 4 ngày 10 70 đô này, 70 TRX, cái này là 70 TRX 10 đô. Đó 50 TRX là đến ngày 21 đến ngày 30 sẽ được 30 3 đô 30 TRX này. Chưa hiểu rõ lắm nhưng mà nó có một cái câu này. Sự kiện này bắt đầu từ ngày 26 tháng 9 đến đến ngày mùng 2 tháng 10. Mình không hiểu câu này là gì lắm, mình hỏi nó ở đây rồi mà không biết nó trả lời mình chưa, để mình kiểm tra nào. Check again start, click again start là gì? Click again start là gì các bạn? Nhấn lại bắt đầu. Nhấn lại bắt đầu là cái gì? Đấy thì mình thấy nó mới đăng đây rồi. Mình thấy nó vừa mới đăng tin ở trên những cái trang Underdog này, mình thấy nó mới đăng, mới có mấy trăm người tham gia thôi, mới mới cứng ngày hôm nay luôn. Ở đây November đây, tháng ngày 2 tháng 11 đây. Đó thì cái phần thưởng nó rất là to nhưng mà mình không không biết là cái này nó có thật hay không, hay mấy cái thằng Campuchia này nó lừa mình cá là mấy thằng Campuchia. Ok, đấy các bạn nếu mà thích thì cứ tham gia nhé, thì cái phần thưởng nó là may mắn. Và biết đâu mình là một số số những người may mắn, nếu mà làm thì cứ làm thôi. Ok, còn không thì có thể bỏ qua nhé. Ok, cảm ơn các bạn.